nhằm chung tay cùng Đà Nẵng phòng chống COVID-19. Cảng Đà Nẵng vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tặng 20 tấn gạo cho 4 phường Mân Thái, Nại Hiên Đông, An Hải Bắc và Thọ Quang, quận Sơn Trà. Số gạo trên được vận chuyển bằng đường biển đến cảng Tiên Sa Đà Nẵng được Ủy ban Mặt trận quận Sơn Trà tiếp nhận và chia về 4 địa phương bị phong tỏa cứng, mỗi phường 5 tấn gạo để phân phát đến người dân trong thời gian giãn cách. Vừa rồi thì cảng Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng ủng hộ trong công tác phòng chống dịch của quận Sơn Trà. Sáng hôm nay thì thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thì có nhận 20 tấn gạo của cảng Đà Nẵng thì hỗ trợ cho 4 phường. Đây thực sự là một cái có ý nghĩa hết sức là lớn lao, không chỉ là động viên về mặt vật chất, hỗ trợ về mặt vật chất cho bà con ở trên địa bàn của quận, mà là còn cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn, đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay như vậy. Được biết, từ đầu năm đến nay, cảng Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống COVID-19 của thành phố, trong đó ủng hộ 8 tỷ đồng cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19, 500 triệu đồng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 500 triệu đồng cho quỹ phòng chống COVID và tài trợ 100 máy quét, barcode phục vụ cho công tác phòng chống COVID-19. Bên cạnh đó, cảng Đà Nẵng còn hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con trồng vải tại Bắc Giang, gửi tặng 20 tấn gạo và nhận vận chuyển miễn phí lương thực bằng đường biển để hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Nam chống dịch. Thì chúng tôi mong muốn là sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ cùng thành phố. Qua đây chúng tôi cũng rất là cảm ơn các cơ quan hữu quan thành phố, lãnh đạo thành phố đã quan tâm tạo điều kiện cho cảng Đà Nẵng tiếp tục cái công việc sản xuất phục vụ xã hội, và đặc biệt cảm ơn người dân thành phố đã đồng hành cùng với cảng Đà Nẵng trong cái thời kỳ Covid này.